nhằm đưa hoạt động sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp từng bước đi vào nề nếp. Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền tập huấn, Sở Công Thương Bình Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ quy định quản lý, biện pháp phòng ngừa, ứng phó, sự cố hóa chất, đảm bảo an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Đây là buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất phối hợp nhiều lực lượng tại công ty cổ phần Tôn Đông Á do Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chủ trì thực hiện năm 2022. Tình huống giả định diễn tập là xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất NH3 trong quá trình nhập vào buồng chứa. Lượng NH3 thoát ra môi trường lớn, tạo ra vùng nhiễm độc nguy hiểm. Các lực lượng theo nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai ngăn chặn, xử lý và khắc phục sự cố một cách nhanh chóng, kịp thời. Buổi diễn tập giúp doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống rò rỉ hóa chất xảy ra, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của việc phòng ngừa sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chúng tôi rất là vinh dự khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chọn là một cái đơn vị để diễn tập cái ứng phó sự cố là hóa chất này. Và tôi cho rằng cái việc này nó rất là hữu ích trong cái việc là quản lý sản xuất. Bởi vì tôi cho rằng là khi mà một cái hoạt động sản xuất được an toàn á, thì cái hiệu quả sản xuất này nó sẽ đóng góp vào cái nền kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Sau một buổi diễn tập này thì khi mà xảy ra sự cố hóa chất cấp tỉnh là Sở Công Thương hoàn toàn có thể biết được việc gì làm trước, việc gì làm sau, ai làm việc gì liên hệ với ai. Đối với các sở ngành trong tỉnh cũng vậy, là các anh các chị đều biết được trách nhiệm của mình đến đâu, đến làm phải làm những việc gì và làm như thế nào, và đồng thời là cái khâu nào đến khâu đến một mình phải tham gia để kết nối không đối. Hóa chất đóng góp nhiều lợi ích và tác dụng trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, bảo quản và sử dụng đúng cách, đúng mục đích, hóa chất có thể gây ra những vụ tai nạn, sự cố, có hậu quả nghiêm trọng về con người và tài sản. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng hóa chất trong doanh nghiệp luôn được Sở Công Thương tỉnh Bình Dương quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều giải pháp khác nhau. Nói đến hóa chất là có thể nói đến vấn đề tiềm ẩn có nguy cơ. Nhưng nếu chúng ta có những cái quản lý hoạt động tốt, trong công tác kỹ thuật từ khâu quản lý đến các cái điều kiện trong thiết bị về mặt kỹ thuật thiết bị thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt đối với Bình Dương là một thủ phủ phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp hóa chất thì lại càng phải quan tâm nhiều hơn đến công tác quản lý hóa chất từ phía nhà nước cho đến các doanh nghiệp. Sự cố gắng nỗ lực của ngành công thương Bình Dương trong quản lý phòng ngừa sự cố hóa chất ở các doanh nghiệp đã và đang góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng chung cho nền kinh tế toàn tỉnh.